Và các bạn, Minh Toàn đang có mặt ở trên tuyến đường Nguyễn Khang ở Hà Nội. Đây là tuyến đường Nguyễn Khang, thưa quý vị và các bạn. Và tuyến đường Nguyễn Khang này là một trong những cái tuyến đường được mệnh danh là cái phố, những con phố sung sướng ở Hà Nội. Thì Minh Toàn xin mời các bạn, chúng ta hãy dạo quanh các cái vòng phố. Trước hết là phố Nguyễn Khang, xem cụ thể nó như thế nào mà được mệnh danh là một trong những con phố sung sướng của Hà Nội nhé. Hà Nội bây giờ là đang là 22 giờ hơn. Lượng người tham gia giao thông cũng rất là đông. Ở trên phố Nguyễn Khang này thì cũng có rất là nhiều nhà nghỉ và nhiều quán karaoke. Cũng như là vào các ngõ thì có các cái trung tâm mặt xa. Minh Toàn chia sẻ với quý vị các bạn ở đây với tư cách một người đi khám phá chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch, nên mà trong quá trình chia sẻ thì có gì không phải thì mong quý vị và các bạn chúng ta bỏ qua cho Minh Toàn.
Theo quan sát của Minh Toàn cũng như là quý vị và các bạn theo dõi từng nay giờ là trên phố Nguyễn Khang là nếu mà phía bề ngoài là rất là ít. Rất là ít quán massage nằm ở mặt ngoài của phố Nguyễn Khang, nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong ngõ thì có rất là nhiều quán massage. Chúng ta đi ở đây, chúng ta đi ra cầu Giấy rồi. Đây, chúng ta vừa đi một vòng quanh phố Nguyễn Khang rồi. Bây giờ mời quý vị bạn chúng ta hãy đi rẽ phải đây nhé. Chúng ta dọc đường chúng ta đi ở đây là con sông Tô Lịch, con sông nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Và bên kia sông như quý vị các bạn đang nhìn thấy là phố Nguyễn Khang. Và bên kia sông là phố Nguyễn Khang, còn bên này là đường Láng. Thì chúng ta đang lưu thông trên cái đường Láng. Ngày xưa sông Tô Lịch cũng rất là to, nhưng bây giờ sông Tô Lịch thì, giống như một con kênh mà nước rất là ô nhiễm quý vị các bạn. Minh Toàn xin tiếp tục mời quý vị các bạn chúng ta sang phố Nguyễn Khang nhé. Đây là một cái ngõ ở trong phố Nguyễn Khang. Và như quý vị các bạn nhìn thấy thì vào ngõ thì nhiều cái đèn mờ hơn là ở ngoài mặt đường các bạn.
và ông ta đang di chuyển dọc theo cái phố Nguyễn Khang cũng như là dọc theo sông Tô Lịch. Ở đây là chúng ta đi theo hướng từ Cầu Giấy mà về ông ta đi ở đây là ông ta đã chúng ta đi ở đây là ông ta ra đường Trần Duy Hưng rồi.